Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến đi này, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2024, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai để Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 làm việc tại Hoa Kỳ. Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Hoa Kỳ đầu tiên của Tổng bí thư Chủ tịch nước trên cương vị mới đây cũng là lần đầu tiên một tổng bí thư chủ tịch nước ta tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại đại hội đồng liên hợp quốc phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã có buổi trả lời phỏng vấn trước thêm chuyến công tác quan trọng này của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm trước tiên xin cảm ơn Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin Phó Thủ tướng Bộ trưởng cho biết ý nghĩa của chuyến công tác tham dự phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Diễn ra trong cái bối cảnh thế giới và Liên Hợp Quốc đang chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc với những thách thức truyền thống cũng như là an ninh phi truyền thống tác động mạnh mẽ đến các thể chế đa phương, hợp tác và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu và với từng quốc gia. Thì nội dung của các hội nghị lần này rất là đúng và trúng. trăm với 150 người đứng đầu nhà nước và chính phủ của các nước thành viên Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tham dự hội nghị, thì Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế cũng sẽ ra soát tìm cách thức hữu hiệu để đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện cái mục tiêu phát triển bền vững cho đến năm 2030 đề ra các định hướng lớn về phát triển cho giai đoạn tới. Tại Liên hợp quốc thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc đối với hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Đây cũng là dịp để Việt Nam một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như là trên thế giới. Chuyến công tác làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ diễn ra vào đúng cái dịp kỷ niệm Một năm hai nước đã thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ vào năm 2025. Hai bên cũng sẽ tiếp tục bám sát những cái nguyên tắc nền tảng trong quan hệ hai nước, bao gồm việc tôn trọng hiến trương liên quốc, luật pháp quốc tế và tôn trọng cái thể chế chính trị độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược, đảm bảo nguyện vọng của nhân dân hai bên để mà đóng góp được cái tích cực và hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực cũng như là trên thế giới. Vậy xin Phó Thủ tướng Bộ trưởng cho biết những đóng góp của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc cũng như thành quả hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua. Trong gần 50 năm qua, thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang phát triển rất tích cực. Ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Chúng ta đã tham gia và ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất sâu rộng cả về kinh nghiệm, ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên hợp quốc như là về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển. Trong đó có thể kể đến việc chúng ta đi đầu thực hiện thành công mục tiêu phát triển thiên niên kỷ từ những năm 2000 và hiện đang tích cực triển khai các mục tiêu phát triển bền vững, đi đầu trên trong triển khai sáng kiến một Liên hợp quốc thống nhất hành động của các tổ chức Liên hợp quốc ở Việt Nam tham gia tích cực vào các cái ưu tiên lớn của Liên Hợp Quốc về hòa bình, phát triển và bảo đảm quyền con người về quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ thì sau một năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cái hoạt động tiếp xúc và trao đổi đoàn diễn ra rất sôi động ở tất cả các cái kênh, các cấp về kinh tế, thương mại, đầu tư thì đây là cái lĩnh vực mà cũng là sung lực rất quan trọng cho cái quan hệ hợp tác giữa hai nước kim ngạch thương mại song phương trong 8 tháng đầu năm 2024 đã đạt gần 88 tỷ đô la Mỹ, và tăng 22% so với năm 2023. Nhiều doanh nghiệp lớn của hai nước đang tích cực mở rộng đầu tư vào thị trường của nhau, tạo ra cái thế đan xen lợi ích và bền chặt giữa hai bên. Bên cạnh đó, với những cái vấn đề còn khác biệt thì hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại trên cái tinh thần thẳng thắn, xây dựng và quan tâm đến cái lợi ích chính đáng của nhau. Vâng, ngày hôm nay xin cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn đài truyền hình kết thúc số VTC. Thưa quý vị, thực tiến đổi mới luôn vận động phát triển, đòi hỏi đổi mới không ngừng phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trên cơ sở kiên định các nguyên tắc của Đảng, thấm nhuần lời dạy của Tổng bí thư Lê Duẩn, phải lãnh đạo chặt chẽ và có nguyên tắc, không bao giờ lung lay trước những khó khăn, thử thách của cách mạng. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới, đăng tải ngày 16 tháng 9. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trân trọng giới thiệu một số nội dung đáng chú ý. Trong hơn 94 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không ngừng tìm tòi phát triển, bổ sung, hoàn thiện phương thức lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền. Đây là yếu tố then chốt bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch vững mạnh, đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền để đưa dân tộc tiếp tục tiến lên, đang đặt ra cấp bách khái niệm Đảng cầm quyền lần đầu tiên được Lenin nêu ra năm 1922. Từ những năm 1925 đến năm 1927, trong cuốn Đường Cách Mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu về đảng cầm quyền. Bác coi vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là nguyên tắc thể hiện vai trò cầm quyền của đảng. Đảng giữ trọng trách to lớn đó vì mục đích của đảng không có gì khác là lãnh đạo quần chúng lao khổ, làm giai cấp đấu tranh để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản. Ngoài lợi ích của dân tộc, của tổ quốc, thì đảng không có lợi ích gì khác. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội 7 của đảng lần đầu tiên đề cập đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng. Nhấn mạnh cần quy định cụ thể mối quan hệ và lề lối làm việc giữa Đảng với nhà nước và các đoàn thể nhân dân ở các cấp, trước hết là ở trung ương. Các đại hội 8, 9, 10, 11 và 12 đều tiếp tục bổ sung, phát triển quan điểm về phương thức lãnh đạo của Đảng. Đại hội 13 nhấn mạnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Vai trò lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với nhà nước và xã hội được khẳng định trong các bản hiến pháp của nước cộng hòa xã chủ nghĩa việt nam. Cơ chế đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ cũng sớm được khẳng định và thực thi bằng các quy định chặt chẽ trong điều lệ đảng hiến pháp và các quy định của pháp luật, cũng như các quy chế quy định của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị các hội quần chúng dưới sự lãnh đạo của đảng với phương pháp cách thức cầm quyền dân chủ, khoa học thường xuyên được đổi mới, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng thời kỳ. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, sự nghiệp đổi mới nói riêng đã lập nhiều kỳ tích, đạt được nhiều thành tựu vĩ đại. Tuy nhiên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Vẫn còn tình trạng ban hành nhiều văn bản, một số văn bản còn chung chung, gian trải, trùng lắp, chậm bổ sung, sửa đổi, thay thế. Một số chủ trương, Định hướng lớn của Đảng chưa được thể chế kịp thời, đầy đủ hoặc đã thể chế nhưng tính khả thi không cao. Mô hình tổng thể của hệ thống chính trị chưa hoàn thiện. Mô hình tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn những bất cập làm cho ranh giới giữa lãnh đạo và quản lý khó phân định, dễ dẫn đến bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng. Cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc trong Đảng còn chậm, hội họp vẫn nhiều để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, đảm bảo Đảng là người cầm lái vĩ đại đưa dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ. Trong rất nhiều nội dung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ một số công tác trọng tâm, đó là thống nhất nhận thức và thực hiện cho nghiêm phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tuyệt đối không để xảy ra bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo thông qua hệ thống chính trị mà đảng là hạt nhân lãnh đạo bằng tư tưởng đường lối chính sách và sự tiên phong gương mẫu thường xuyên tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên bằng thể chế hóa chủ trương đường lối chính sách của đảng thành pháp luật của nhà nước sự vận động thuyết phục nhân dân thực hiện đường lối chính sách của đảng giới thiệu đại biểu ưu tú vào bộ máy nhà nước và thông qua công tác kiểm tra giám sát đảng cầm quyền bằng pháp luật lãnh đạo định ra hiến pháp và pháp luật, đồng thời hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, cán bộ, đảng viên của đảng chấp hành, thượng tôn pháp luật. Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước, quyền lực của đảng cầm quyền là quyền lực về chính trị để ra chủ trương, đường lối, còn quyền lực nhà nước là quyền lực quản lý xã hội trên cơ sở pháp luật. Sự lãnh đạo của đảng để đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, nhà nước thực sự của dân do dân và vì dân đảng lãnh đạo toàn diện đất nước và chịu trách nhiệm về mọi thành công thiếu sót trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bảo đảm nhiệm vụ lãnh đạo của đảng không trùng với nhiệm vụ quản lý phân biệt và quy định rõ nhiệm vụ cụ thể của các cấp lãnh đạo trong các loại hình tổ chức đảng tránh tình trạng bao biện làm thay hoặc tồn tại song trùng hình thức đổi mới mạnh mẽ tác phong lề lối làm việc theo hướng khoa học chuyên nghiệp với phương châm đúng vai thuộc bài đảng kiểm tra giám sát để công việc được thực hiện tốt hơn nghị quyết được thực hiện hiệu quả bộ máy của đảng nhà nước hoạt động hiệu lực hiệu quả ban hành quy định phân cấp thẩm quyền kiểm tra giám sát gắn với phát hiện xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng kiểm tra giám sát để tham nhũng tiêu cực